Thưa quý vị, ở vòng thi đầu tiên, với câu hỏi ai là võ sư, cả đội nhà và đội khách đều chốt là số 4 với những lý do đưa ra cực kỳ thuyết phục. Nhưng không điều gì không thể xảy ra ở người bí ẩn. Người bí ẩn là... Rõ ràng, tại vì cái thái độ thần thái của cô rất là rõ là người nhà võ, khi mà cô bị chỉ điểm là kiểu mà thôi lộ rồi chơi luôn. Yeah. Lúc mà bị phát hiện được cái cười mỉm mỉm vậy tư. Quan trọng vẫn là thần thái. Em là ai? Em tên Kiều Trung, hiện tại em nhất đẳng huyền đai môn võ karate đô. Nhưng em không phải là võ. Ông bà cha ta đã có dạy, nhất đẳng quyền đai không bằng dao phai chém lén. Cái gì cũng vậy, chúng ta phải cực kỳ đề phòng em nhé. Mời chú. Tôi là Hoàng Phụng, nghệ sĩ hát cải lương. Chú vô câu giọng cổ cho mọi người nghe đi ạ. Thế như lời bên đồng chợ chàng thơm bốn bề dương ruộng vàng. Tôi tên là Mai Thị Phương Dung, hiện tại tôi là giám đốc công ty hữu hạn một thành viên nhỏ bánh mì chay tại chợ Bến Thành. Nếu như anh Linh và hai cô người mẫu có nhu cầu ăn bánh mì chay thử tài nghệ của tôi thì xin 3 giờ sáng ra đó bốc số, 7 giờ sáng sẽ có bánh mì chay ăn thử. Trời ơi, duyên dáng bỏ dân buôn bán mà. Ở đâu chị rồi? Ơi, em tưởng chị là nghệ sĩ. Em đâu biết chị bán bánh mì chay à. Chuyện đó là chuyện nhỏ em Linh. Dạ. Trời ơi, ở đâu mà 3 giờ sáng bốc số 7 giờ mới có ăn. Buôn bán ngày được như mà dám bỏ đi vô đây đứng đây làm võ sư vậy. Lời lỗ thì đối với chị không quan trọng, tại vì mình giỏi mà. Bán bánh mì không được thì bán cái khác được. Quan trời trọng là chị được gặp mấy em là chị vui rồi. Ồ, cảm ơn chị. Xuất sắc luôn. Nhất là đứng kế em trai Trấn Thành quá đẹp. Dạ. Cảm ơn chị. Thần thái quá chị ra, lúc đầu em bị lừa đó. Dạ. Em ra nhìn chị. Em tưởng chị là số 1. Nhờ chị đeo hai chiếc nhẫn mới cứu em với hờ em, chứ không chết rồi em rồi. Nhẫn đó là vô bán bánh mì chay đó. Đó, đó giờ. Chị ơi, em chúc chị buôn mai bán đắt một vốn bốn lời nha. Rồi, cảm ơn. Nhớ lúc em mày bỏ bánh mì vô nhớ nói nghe, tôi đã gặp Linh Việt Cương rồi, hai quà hổ tôi cũng bán luôn rồi, Trấn Thành bán luôn rồi nha. Để bán mai bốc 3 giờ nó ra bốc số 7 giờ là tới là chụp hình nha. Nè, em là ai? Dạ, Thanh Ca. Sao kia? Thật ra thì ông nội của muội không phải là Trần Văn Trí Sương Thủy Sơn Đông, cha của muội cũng không phải là Trần Văn Trí Sương Thủy Sơn Đông tại Trùm Ấu Sình, và muội cũng không phải là một võ sư. Dạ, em tên thật là Nguyễn My Anh, ca sĩ tự do. Còn không biết hát thử một câu cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Mỗi năm đến hè lòng mơn mơ buồn, chiều ngày qua chưa chan tình thương. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Wow, hay quá em. Lý mặt sầu là phải rồi. Trời ơi, cái giọng sầu thấy giọng sợ mà có cái nét riêng. Đi hát rảnh rảnh qua diễn hài đâu vui. Hồi đó nhờ em coi anh nhiều quá kế bên, mỗi lần kéo rèm qua thấy anh Thành diễn thích lắm. Gì vậy bà đâu mà kéo rèm qua bà thấy tôi liền đi hát chung. Vậy là chắc diễn chung rồi. Ở đâu em? Dạ lúc còn ở Biên Hòa. Người là ai? Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Lê Thị Liễu, có biệt danh gọi là Xuân Liễu. Tôi học võ từ lúc 5 tuổi. Wow. Và đã được 55 năm dạy võ. Hiện tại tôi là tổng thư ký liên đoàn Bencastilat Busu Kickboxing My Thái tỉnh An Giang, đào tạo rất nhiều võ sĩ tham gia quốc gia cũng như quốc tế. Trời ơi,
ít xịt rồi ha. Con xin phép con hỏi cô là năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ? 65. 65 tuổi. Con thắc mắc cái này là đó là mình học với nhau, mình luyện thì đó là bài quyền thì mình làm được như vậy. Nhưng mà nếu ở ngoài đời thật mà họ đánh loạn xạ như vậy thì mình có chế ngự họ được hay không? Trong cái tự dạy của võ cổ truyền á, thứ nhất là phải bình tĩnh, thứ hai là phải đánh nhanh. Tức là khi thấy đối phương mà mình phải tấn công thì mình phải ra tay trước, không để người ta đánh trước. Bây giờ nãy giờ cô nói quá tuyệt vời luôn á, con rất là muốn coi con là một sư phụ 65 tuổi sẽ biểu diễn một bài quyền như thế nào. Dạ con mời cô ạ. Xin chào nhóm bí ẩn. Kính thưa chư vị, hôm nay gia đình chúng tôi hân hạnh được đón chào đến đây một võ sư gọi là hạng nhất Xuân Liễu để biểu diễn một bài quyền made in dòng họ, gồm hai đứa cháu nội và một đứa cháu ngoại sẽ cùng biểu diễn chung với sư phụ. Xin một tràng pháo tay cho võ sư Xuân Liễu. Ôi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng, ơi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng, một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi, rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương ta về đây xây dựng cơ đồ, làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam. Dòng sự xanh lam sơn, anh hùng nữ nhi trưng vương, đã vì dân vì nước diệt thù, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Việt Nam ông cha ta xây, bao ngàn năm dòng giống dòng tiên, lạc long quân Âu Cơ, anh hùng áo nâu Quang Trung, đã đứng danh từng bước giặc thù, diễn sĩ núi sông thân yêu, làm thống nhất Việt Nam. Ơi, làm nhiều mà la quá. Trời ơi, trời ơi, quá rồi. Quê hương Việt Nam thiếu hùng, ơi nhân dân ta, dân Việt Nam anh hùng, một lòng chí trai nam nhi, hào hùng nữ nhi oai nghi, rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền Việt Nam. Cao lắm. Từ năm châu đến phương ta về xây dựng quê hương, làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam, dòng sự xanh lam sơn, anh hùng nữ nhi trưng vương, đã vì dân vì nước diệt thù, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền Việt Nam, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền Việt Nam. Trời ơi, thưa quý vị, cả một gia đình võ thuật, một tràng vỗ tay cho gia đình của cô Xuân Liễu. Cho con hỏi là ở gia đình cô bao nhiêu người theo võ thuật ạ? Con dâu, con ruột, con trai, con gái, bốn thằng cháu đều theo võ. Còn nói gì nữa? Cái gia đình này ai đụng vô đi chắc êm lắm nè. Chị Liễu, hai đi ngang qua nhà này cấm khẩu, không dám lo nữa. Đi ngang nhà này thôi, bánh mì chay, bánh mì chay, bánh mì chay. Nhớ nói ăn gì đâu nè, sao thở là mất liền. Bây giờ cô cho con một vài cái những cái người học trò mà có thành tích của cô á. Thí dụ như là bên Silat thì có nữ võ sĩ Huỳnh Thị Thu Hồng, 6 lần huy chương vàng SEA Games, 2 lần huy chương vàng vô địch thế giới. Võ Duy Phương cũng huy chương vàng thế giới, huy chương vàng SEA Games. Hai em đó, một em bây giờ là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia ngoài Hà Nội, và một em là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Và con trai của Xuân Liễu, trưởng bộ môn Silat của tỉnh An Giang. Còn con gái cũng là vận động viên Silat, trưởng bộ môn Kickboxing tỉnh An Giang. Con dâu cũng là học trò, nó là vận động viên Silat, từng ở đội tuyển quốc gia Đà Nẵng.
bây giờ là huấn luyện viên môn ù su của trường năng khiếu dụ tao ăn gian. Sư phụ con chóng mặt quá sư phụ à. Nói chung là ở An Giang là gia đình mình thầu hết cái vụ này rồi. Vừa thú An Giang nó dạ, gia đình em nhẹ nhẹ, gia đình của cô Xuân Liễu vậy. Nói vậy thôi. Nãy giờ cô kể với người ta, giờ cô bản thân cô đi, cô có những cái huy chương gì không? Cô có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Vô địch miền Nam 3 năm liền, nữ võ sĩ chưa từng nếm mùi thất bại. Đã từng có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm chương vì sự nghiệp thể thao và rất nhiều bằng khen và huy chương. Mấy đứa cháu thường chạy về cứ kêu con chào bà nội, con chào bà ngoại. Cái tự nhiên nó chạy về nó dạ con chào sư phụ, chào sư tổ, nghe nó đã lắm phải không cô? Tập là nó kêu bằng sư phụ thôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi phải nói là cực kỳ tự hào vì những người như cô mang đến cái vẻ vang cho nước Việt Nam chúng ta, đưa học trò đi thi đấu với bạn bè thế giới. Và quan trọng hơn hết là cái điều cô đang làm đó là sự duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là một cái việc bảo tồn đặc sản văn hóa của người Việt. Rất kính trọng và chào đón cô đến với người bí ẩn. Thưa quý vị, võ sư Xuân Liễu.